Tuyên cho ráy cá ngủ 1 tiếng đồng hồ ở trên bờ, sau đó Tuyên cho nó dưới nước tập thích nghi ngủ trên nước, ngủ trên bèo. Và các bạn đang xem là con cuốn và con ngỗng đã ngủ rồi. Hai con ráy cá thì vẫn còn đang trong cái thùng. Và nếu thấy yên tĩnh quá thì Tuyên sẽ gọi tên của nó. Nó nghe tiếng tôi nói là nó sẽ kêu. Đó, nó nghe là nó kêu mà im lặng. Nếu mà mình không nghe tiếng kêu của nó thì lâu lâu mình nhắc coi nó có kêu mình không. Bởi vì ở trong đó lâu có thể nó bị dập bẻ, có thể nó bị chuột rút. Mặc dù để nước rất là sắp sắp thì những bạn đang nuôi ráy cá làm thú cưng ở nhà thường gặp phải trường hợp là ráy cá của mình không có biết bơi, do các bạn không có kinh nghiệm dạy ráy cá. Nó nghe tiếng tôi nhiều quá nó bắt đầu nó kêu rồi đó. Nãy giờ tụi nó chưa có ngủ 1 tiếng đồng hồ rồi mà nó cũng không có bị lạnh, bởi vì mình để ráy cá này là buổi trưa nước nó cũng ấm và che lại nữa để cho mắt nó không có bị hư. Nó mà bị lạnh là các bạn thấy cái môi của nó sẽ trắng bệch, còn cái này tụi nó lúc nào cũng sung sức. Và ráy cá thực ra ngoài tự nhiên nó dành tới 16 tiếng đồng hồ trong nước lận, ở trên bờ dưới mình thực ra là không tốt cho tim mạch của nó dễ bị bệnh hơn là ở dưới nước. Và có bèo như vậy thì nó sẽ tập thích nghi được trong nước. Bây giờ được rồi, đi ra. Mập luôn. Nãy giờ uống nước hay sao nặng dữ vậy? Nãy giờ con có lạnh không? Đâu có run rẩy gì đâu, đâu có lạnh gì. Phê. Phê vậy lên bờ mới ngoan. Giống như con nít là phải cho nó đi bơi. Mấy đứa con nít nó dư năng lượng dữ lắm. Không cho tụi nó đi bơi là nó quậy mình suốt ngày. Ráy cá cũng vậy. Rồi, like cho mọi người coi luôn. Chị Tina. Hai thằng bay được ngủ trên bờ sướng quá ha. Giá trọn bộ đuôi tiên cá người lớn các bạn phải đặt theo số đo. Thì một cái da cá thì mấy trăm ngàn, cái đuôi cũng mấy trăm ngàn, tôi đăng rồi. Cái đuôi thì bảo hành 1 năm, xài hư hư rồi đổi, được đổi mới 1 lần. Chính sách đặc biệt cho các bạn tập luyện tiến hóa sức khỏe như ráy cá. Tion là một minh chứng sống cái sự tồn tại của sự tiến hóa trên bờ xuống dưới nước. Tôi đã bơi qua rất nhiều biển đảo, thích nghi dưới nước, nín thở 5 phút dưới biển như ít kêu hơn ít kêu nữa, bơi hơn 2 vòng trái đất mỗi ngày 7 cây số suốt 20 năm không có bệnh cảm. Có đại dịch corona cũng chả sao, đâu có giờ bệnh cảm đâu mà cái dịch cúm nó hại được. Nhưng các bạn cơ thể chưa tiến hóa, tim phổi gan nội tạng chưa phát triển mà nuôi thú hoang dã dễ nguy hiểm lắm á. Trong thú hoang dã mấy cái con thú này nó là thú baby, nó vô môi trường của mình thì mình chính là lây bệnh cho nó, còn nó là thú trưởng thành mà nó bị bắt vô môi trường của mình chắc chắn nó sẽ lây bệnh cho mình. 17.000 loại virus có thể gây hại cho con người từ những con thú hoang dã. Còn những con baby này cơ thể của nó rất là thuần khiết, nó vô đây là nó dễ bị mình lây bệnh đấy. Còn mấy tiếng nữa là bên vườn quốc gia cho người qua giải quyết rồi. Cứu mấy em này xong là tôi lại có những mấy em khác để cứu nữa. Xin chào mọi người. Và
Tôi làm là để mọi người cùng phụ tôi cứu động vật ha. Đang không phải là hướng dẫn làm nuôi thú cưng, mà là hướng dẫn chăm sóc đúng cách. Hướng dẫn, ê cái gì vậy? Oh man, sao nhảy lên người hết vậy? Trời, để khăn lau mình, dưới đất nó không lao, leo lên mình nó lao. Rồi sang chảnh. Thôi kệ, hôm nay bữa cuối rồi tụi con. Leo té đó. À có nhiều trường hợp rái cá nuôi ở trên trên lầu bị té lầu chết rất là thảm thương. Riêng Tion thì làm chết hai trường hợp như vậy. Một em thì gửi qua nhà của một bạn người cá, té xuống lầu, té lầu 3, lầu 4 xuống chết. Còn một em nuôi ở đây không có đóng cái cửa lại, nó đi tìm Tion, nó cũng té cầu thang, nó chết. Các bạn coi clip là cũng đã thấy. Nên nuôi rái cá không có được trong môi trường tự nhiên, trong môi trường của con người là không nên nuôi. Những ai có điều kiện sống với thiên nhiên thì nuôi để rồi cho nó được trở về lại với tự nhiên. Nó leo hoài, nó leo, im, biết gì mà nói có ai hiểu không mà nói. Ù chả treo ghê bay, mình nói không ai hiểu hết, nói không ai hiểu nói làm cái gì. Rồi chả treo vậy đó. Rồi xong. Đấy. Các bạn có thể lấy những video clip của Tion về cắt ghép chỉnh sửa phụ Tion kêu gọi bảo vệ động vật. Clip Tion làm là cho free ở trên mạng, không có gì gắn bản quyền. Clip dù quay chuyên nghiệp cách mấy, trên trời dưới biển trên bờ gì cũng là cho miễn phí nha mọi người. Hai kênh YouTube đều là cho free cộng đồng. Vậy mà có mấy nhà quảng cáo liên hệ Tion mua lại clip của Tion đó, còn trả tiền cho Tion tháng được mấy triệu nữa đó. Tion không biết họ đăng lên kênh truyền thông nào của họ nữa. Bên nước ngoài cũng có, bên Việt Nam thì có MyClip của Viettel, còn bên nước ngoài nó có mấy cái nhà mạng riêng của nó lấy clip Tion. Rồi Tion cũng khuyên là khỏi đưa tiền cũng được, clip đó em cho free mà trời. Nhưng mà người ta nói là thôi trả tiền đàng hoàng. Đó, thế là mỗi tháng là cứ trả cho vài triệu, không phải kiếm tiền bằng YouTube. Mà người ta vẫn trả thì người ta trả, thì mình lấy tiền đó mình làm được gì cho động vật thì mình làm. Thật ra tiền đó không phải là tiền câu view làm hại động vật, tiền nó rất là sạch. Không phải lên trên mạng làm những cái trò để cho người ta yêu thích mình rồi mình làm những cái hành động tiêu cực cho con vật, cho trẻ em. Nên các bạn thích thì cứ lấy video này của Tion về, muốn làm gì làm. Làm sao đừng ai hại động vật nữa thì làm. Ok. Mấy cái clip này mà các bạn biết edit lại là rất là hay, bởi vì nó rất là độc quyền, trên thế giới không ai có. Rất là độc quyền nha mọi người. Đấy. Bên Facebook vừa ký hợp đồng với Tion, nói Tion làm mấy cái clip vận động môi trường. Facebook chi cho vài tỷ đô la hay gì đó. Nói giỡn thôi, không có đâu. Chỉ là hợp đồng vậy thôi, mà làm được hay không là tùy. Nên Tion còn cần xả mấy cái clip trên kênh YouTube của Tion lên trên mạng. Rất là đơn giản. Ok mọi người. Đây, hai em này đã sạch sẽ. Sau đó Tion sẽ cho hai em này ăn lần nữa cho mọi người coi. Sẽ cho rái cá ăn cái gì. Một ngày rái cá sẽ ở trong nước. Như vậy là với Tion là 6 tiếng đồng hồ. Tion cho nó 6 tiếng đồng hồ trong nước. Cứ 1 tiếng cho lên bờ ăn uống chơi nghỉ ngơi một chút, rồi xuống nước tiếp. Cứ như vậy mà tụi nó sẽ khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh trong môi trường của con người. Rồi. Ê, hắt xì rồi. Sao hắt xì? Hắt xì là cần ăn cá nhiều đúng không? Ăn vô là nóng người liền, người nó đang rất là nóng. Có khăn không lau sao lau ở đây? Lau trên khăn sạch sẽ coi tụi bay. Chiều nay về rừng rồi đó. Không biết về đó mấy anh cho ăn cái gì, hy vọng mấy anh coi clip của Tion cho nó ăn đúng cách. Cho nó ăn đồ chín giùm Tion đi, đừng cho nó ăn đồ sống mà thôi.
bàn giao rồi là xong nhiệm vụ, TU là hoàn thành trách nhiệm đối với loài vật hoang dã ở Việt Nam rồi, còn lại là để trung tâm để các bạn cộng đồng các bạn giải quyết, còn tôi là chỉ hết kinh nghiệm rồi, các bạn phải tự xử thôi. Các bạn làm chết là các bạn chứ không phải TU nha, nuôi đúng cách của TU đi.